Và mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Suriname. Lá cờ của nước Suriname sẽ có diện tích là 163.821 km² và được nằm trong khu vực Nam Mỹ. Trên lá cờ của nước Suriname sẽ có màu sọc ngang, các sọc ngang màu xanh, trắng, đỏ, và giữa của lá cờ sẽ có ngôi sao màu vàng. Hễ môi trường thay đổi là tắc kè hoa lại thay đổi, sao cho giống. Sao cho giống màu sắc xung quanh mình. Trên thế giới tổng cộng là 85 loài tắc kè, chủ yếu phân phối ở châu Phi. Trong số đó nhiều nhất ở vùng đảo Madagascar, chỉ có một số ít sống ở miền Tây, miền Nam, Tây Ban Nha và châu Âu. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Con nhím được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Trái cầu gai được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Libya. Nước Libya sẽ có diện tích là 1.759.541 km² và được nằm trong khu vực Bắc Mỹ. Trên lá cờ của nước Libya sẽ có những sọc ngang đỏ, đen và xanh. Và phần giữa sẽ có ngôi sao và hình mặt trăng màu trắng được nằm ở giữa cái lá cờ của nước Libya. Muốn ăn thịt nhím ư, khó lắm đấy. Toàn thân nhím được bao bọc bởi những chiếc gai cứng nhọn hoắt. Khi gặp kẻ thù, nhím cuộn tròn mình lại biến thành một trái cầu gai tua tủa, khiến kẻ thù phải dừng bước. Duy bọn cáo danh mãnh là có cách. Chúng tung nhím lên cao rồi chờ đến khi nhím rơi xuống bị choáng, duỗi thẳng người để lộ phần bụng ra. Cha ôi, trong phút chốc, nhím đáng thương đã trở thành con mồi ngon cho cáo.
khi nhiệt độ xuống đến 7 độ C. Nhím phải đi ngủ đông rồi, chúng mặc cho mình tấm áo bông dày bằng cách lấy gai xuyên qua thật nhiều lớp lá cây. Ngủ rồi là nhím dường như ngừng thở. Thực tế là không phải, trong cổ của nhím có một miếng sộn ngăn đôi khoang miệng và khoang họng, đồng thời ép chặt lỗ khí quản khiến ta không cảm thấy được hơi thở của chúng. Có người bắt nhím đang ngủ đông về, đem ngâm vào nước ấm. Đến hơn nửa tiếng đồng hồ thì nhím ta mới tỉnh dậy. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện gấu nâu được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện loài động vật ăn thịt lớn nhất được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Benang. Nước Benang sẽ có diện tích là 114.763 km² và được nằm trong khu vực Tây Phi. Nước Benang có cái lá cờ rất là đặc biệt, có hai sọc ngang và một sọc dọc. Hai sọc ngang gồm có màu vàng và màu đỏ và một sọc dọc là màu xanh lá cây. Gấu nâu là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên thế giới. Trong đó, gấu nâu Alaska to nhất, nặng chừng là 800 kg. Gấu nâu Siberia nhỏ nhất, nặng chừng 90 kg. Gấu nâu cực kỳ mê món cá. Chúng thường tập hợp thành đàn, kéo nhau ra sông bắt cá. Con thì cắm đầu xuống nước tìm cá. Con thì nấp sau tảng đá to, lao ra vồ lấy những con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Có điều, cũng không mấy thành công. Sau khi bắt được cá, gấu nâu lấy đá đập cho chúng ngất đi rồi thong thả thưởng thức. Ký hiệu đặc biệt, gấu nâu thường hay gặm thân cây, lại còn biết đứng thẳng bằng hai chân, dùng vuốt cào lên vỏ cây nhằm để lại vết tích. Bằng không, chúng cũng cọ người vào thân cây cho đến khi vỏ cây chóc ra. Những con khác khi nhìn thấy sẽ hiểu vùng lãnh địa này đã có chủ và không tới xâm phạm nữa. Gấu nâu rất thích được ngủ đông trong hốc cây, không thì trong hang đá hoặc khe nhỏ cũng được. Nếu vẫn chẳng tìm được, chúng sẽ tự đào một cái hố trên mặt đất, trải lá cây, cỏ hoặc rêu lên đó cho êm. Trước khi chui xuống hố, gấu nâu biết đi vòng tròn chung quanh miệng hố, hoặc đi giật lồi, hoặc kè sới giấu chân lung tung nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Hễ gặp nguy hiểm, gấu nâu sẽ lập tức bừng tỉnh, hoặc những hôm đẹp trời, chúng sẽ ra khỏi hang để thư giãn một lúc. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện gấu đen được nằm trong cuốn sách Thế giới động vật. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.